Trong thang máy chỉ có một mình cổ. Có ma, có ma đứng đó. Vừa ra khỏi cửa thì thấy một người cầm ô đỏ đi lại trên hành lang. Người chết, bị dìm chết. Khi đó trong thang máy chỉ có mình cổ. Có ma, có ma đứng đó. Vừa ra khỏi thì thấy một người cặp ô đỏ đi lại trên hành lang. Ông ta bị dìm chết. Có ma phần 2. Cao Bân, sao? Cậu nhìn giúp tôi trên bề mặt. Có phải là sơn móng tay không? Để tôi mang về xét nghiệm. Bác sĩ, trong đó đã xong chưa? Anh đến khám bệnh à? Tôi không khám bệnh, ý tôi là bệnh nhân trong đó đó. Bệnh nhân à? Về lâu rồi. Hả? Đâu rồi? Alo, cô ta biến mất rồi. Này, tài xế, đợi đã. Dừng xe. Bác Tài, nhanh lên. Đây là tên biến thái, cứ đuổi theo tôi. Tôi sẽ trả tiền xe gấp đôi. Bác Tài, mau lên. Mau đi Bác Tài, đừng để anh ta mở cửa. Tôi là cảnh sát, anh ta lừa đảo đấy Bác Tài. Bác Tài, mau đi đi. Anh, đây là qua tay của cô ta, anh nhìn xem. Chung nhà, hai người đang đùa đấy hả? Bác Tài, đâu có. Anh đừng tin anh ta. Anh có biết chuyện này không? Người làm thuê như tôi sao biết được? Anh đã làm 4-5 năm nay ở khách sạn này, lại rất nhanh nhạy. Mọi hành động của ông chủ chắc anh cũng biết được ít nhiều. Ông Tiểu Uyển, tôi chỉ biết cô ta và Dương Tử, bếp trưởng của khách sạn, vốn là người yêu của nhau. Nhưng mấy hôm trước họ đã chia tay rồi. Nguyên nhân chia tay cụ thể có liên quan tới Dương Tổng không? Chuyện này tôi thật sự không biết. Anh từng thấy sợi dây chuyền này bao giờ chưa? Đây không phải sợi dây chuyền Dương Tử tặng Ôn Tiểu Uyển vào dịp sinh nhật năm ngoái sao? Một đêm với em bao nhiêu tiền? Đồ thần kinh. Tự mang theo dụng cụ. Quả nhiên rất chuyên nghiệp. Chỉ dựa vào cái này mà nói tôi là sát nhân sao?
Khi kiểm tra thi thể người chết, tôi phát hiện vết tro trên lưng ông ta được quất rất chuyên nghiệp. Cô làm nghề này bao lâu rồi? 7 năm. Người chết nào? Ai chết? Dương Kim Lai. Khách của cô tối qua. Sau khi tôi rời đi, ông ta còn ngủ ngon lành mà. Sao tôi phải giết ông ta chứ? Tôi cũng thấy lạ. Cô không phải là người mới, đây lại là khách quen. Sao phải giăng bẫy lừa tiền? Tiền trong túi không đáng để cô phải túng quá làm liều. Tôi thật sự không giết ông ta. Trên cốc này có dân tay của cô. Qua kiểm nghiệm, nếu trong cốc có thuốc ngủ, cô đã cho thuốc vào cốc lúc ông ta đi tắm. Dù sao lúc tôi về, ông ta vẫn còn đang ngáy. Hôm đó ông ta hơi thô bạo, tôi rất khó chịu. Tôi biết ông ta có thói quen dùng thuốc ngủ, nên nhét vào đó vài viên rồi về. Trói là do ông ta yêu cầu. Những chị em khác có thể làm chứng cho tôi. Thói quen của ông ta, xin lỗi giáo sư Lương, xin phép ngắt lời một chút. Hình như quả thật không đúng. Tôi nhớ báo cáo kiểm nghiệm thi thể có viết thời gian tử vong của Dương Kim Lai là 3 giờ sáng. Hình như 12 giờ cô mới phát hiện thi thể của Ôn Tiểu Uyển. Vấn đề đơn giản như vậy, đến đệ tử của ông cũng biết. Cậu ta còn trẻ, chưa hiểu chuyện. Có rất nhiều cách giết người trong phòng kín. Khi ông ta 3 tiếng sau mới chết, thật ra cũng khó. Tôi đã nói rồi, tôi không giết người. Giáo sư, đã tìm thấy Dương Tử, nhưng anh ta đang sai bí tỉ thẩm vấn ngay bây giờ sao? Hỏi chứ, đã thành ra thế này rồi, nghe nói đã như vậy 3 ngày. Xem ra đúng là sai thật rồi. Này, rượu của anh đây. Đây là cái gì? À không, anh là ai? Lúc Ôn Tiểu Uyển chết, anh đang ở đâu? Có bằng chứng ngoại phạm không? Anh nói gì? Tiểu Uyển làm sao? Cô chết rồi ư? Tiểu Uyển. Do nó hết. Do nó hại. Cậu sửa điều hòa ơi. Sao hả? Điều hòa nhiều phòng tầng dưới bị chảy nước. Còn nghịch ngợm gì trên đó vậy? Dân, mau lên. Cậu là ai? Chào anh. Tôi là cảnh sát, làm phiền anh một lát. Tôi không phạm pháp, tôi biết. Tôi muốn hỏi một chút. Tối qua anh có nghe thấy phòng bên cạnh có một vài âm thanh kỳ lạ không? Tối qua tôi chẳng nghe thấy gì hết. Tôi vào trong có tiện không? Cậu có quyền gì? Đây là phòng tôi, tôi có quyền riêng tư. Anh chờ chút đã. Thôi không, không sao, làm phiền anh rồi.
Alo, tìm ra nhà ông Tiểu Uyển rồi. Đây là nhà của ông Tiểu Uyển. Chờ chút, có thể là đứt cầu dao rồi. Anh có vẻ rất thông thạo chỗ này. 2 năm rồi, không thông thạo sao được. Tiểu Uyển rất nhát gan, lần nào đứt cầu dao cũng gọi điện bảo tôi tới. Mời vào. Mười hai giờ tối qua, Tiểu Uyển gọi điện cho tôi, bảo tôi tới khách sạn của cổ. Tôi sợ cổ tiếp tục bám lấy mình nên mới nói đối phó rằng lát nữa sẽ tới, sau đó tiếp tục uống rượu. Không ngờ cổ, có lẽ lúc ấy cổ đang cầu cứu tôi. Cổ còn nói gì nữa? Cổ còn nói, hãy nhớ lấy em. Chiếc tinh này bị dở từ trước đúng không? Đúng. Chính tôi đập. Ông Tiểu Uyển nuôi hồ tiên à? Tiểu Uyển điểm nào cũng tốt, chỉ có điều quá mê tín. Lương một tháng không quá 3.000 tệ, cổ tiêu 2.000 tệ để đăng ký lớp học bói Tarot trên mạng, thậm chí còn tiêu một đống tiền để mua cái thứ đồ này. Nó là nuôi hồ tiên gì đó. Những thứ bày trên bàn này đều là cho hồ ly ăn sao? Đúng thế. Còn có cả gà sống nữa. Có lúc nửa đêm cổ còn tỉnh dậy giết gà lấy máu. Nó là hồ tiên đói bụng, trời báo mộng cho cổ. Tôi yêu cổ. Nhưng anh có thể chịu đựng nổi bạn gái mình tối nào anh ta cũng đẫm máu đi đi lại lại trong nhà không? Tôi đã đề nghị chia tay rất nhiều lần, nhưng cổ thậm chí còn quỳ xuống cầu xin tôi đừng đi. Nhưng cuối cùng cổ vẫn không chịu dứt thứ đồ chơi này đi. Nó là sợ bị báo ứng. Làm đi, trả thù tao đi. Miếng thủy tinh của mày là do tao đập nát, tao đã giẫm nát mày đấy. Mày hãy trả thù tao đi. Anh có biết Tiểu Uyển luôn cầu xin điều gì không? Tôi không biết. Tôi cũng không muốn biết. Muốn gì thì dựa vào sức mình mà giành lấy là được. Cầu xin một con hồ ly đã chết thì có ích gì? Tấm bùa này là chim tình yêu. Trước giờ cổ luôn cầu mong tình yêu của hai người. Xin chào. Sao vậy? Có thể giúp tôi mở cửa phòng 1419 không? Không phải anh đã sửa điều khoản phòng này rồi sao? Tôi là cảnh sát.
Hiện giờ xem ra Dương Tử và Trung Nhàn đều không có động cơ giết người. Nếu xét theo quan hệ tình cảm của hai bọn họ thì có thể Ôn Tiểu Uyển đã tự sát. Và dòng chữ trên cánh tay Ôn Tiểu Uyển có nghĩa là gì? Tôi đã hỏi Dương Tử, anh ta cũng không biết chủ cũ ám chỉ nơi nào. Trong khoảng thời gian 12 giờ đến 4 giờ sáng có ai vào phòng Dương Kim Lai không? Camera giám sát tầng 14 luôn mở, tôi cũng đã xác nhận không có ai vào đó. Lẽ nào thật sự là án mạng trong phòng kính sao? Đúng là phòng kính, nhưng không phải là giết người. Tôi cho mọi người xem thứ này. Đây, Dương Kim Lai quan hệ ở trong phòng của khách sạn. Nhưng ông ta may mắn và cũng xui xẻo ở chỗ phòng sắt vách có một kẻ nghiện xem trộm. Trong phòng anh ta có camera giúp chúng ta quay được clip này. Camera hướng thẳng về giường. Quả nhiên nhìn thấy Dương Kim Lai bị Trung Nhàn trói trên giường, giãy dụa với đôi giày cao gót. Sau đó Trung Nhàn đi về. Ông chủ Dương, ba giờ sáng, Dương Kim Lai tỉnh dậy, nhận ra mình đang bị trói và bắt đầu giãy dụa. Trong lúc giãy dụa, đinh trên vòng cổ đã đâm thủng gối nước. Da mặt ông ta bị trói úp xuống dưới, nên mũi nhanh chóng bị nhấn vào nước. Sau đó dần dần chết đuối. Tôi hiểu rồi. Chủ này quá đà rồi đó. Nếu Dương Kim Lai không phải bị giết thì khả năng tự sát của Ôn Tiểu Uyển là rất cao. Nhưng hai người đều thiệt mạng trong cùng một ngày một cách kỳ quái, trùng hợp quá mức. Sự ra đời của vũ trụ vốn đã là một sự trùng hợp. Nó được sinh ra nhờ vô số các hạt proton liên tục cọ sát. Mọi người không tin à? Còn cả cái ghế nữa. Ôn Tiểu Uyển rốt cuộc đã làm thế nào để treo dây chuyền lên xà nhà? Clip này nhìn là biết bị cắt giữa chừng. Đây không phải hiện tượng để lâu bị hỏng, là do có kẻ phá hoại. Có rất nhiều cách phá hoại camera, nhưng tôi chưa thấy cách nào ngốc như thế. Đúng vậy, làm chuyện xấu mà còn tự làm tay mình bị thương. Xui xẻo thật. Anh chàng Dương Tử này chắc chắn bị ma nữ ám rồi. Đi thôi, đi. Hẹn gặp chỗ cũ. Hẹn gặp chỗ cũ. Có báo cáo xét nghiệm ADN rồi. Và camera do cô ta tự cắt bỏ sao? Nhưng điều này cũng không thể hoàn toàn chứng minh là cô tự sát. Một người con gái chỉ biết có bạn trai sau khi chia tay. Vì muốn bạn trai nhớ đến mình mãi mãi, cô ta đã tự sát ở ngay trong thang máy mà anh ta đi qua mỗi ngày. Động cơ này vẫn chưa đủ sao? Có phải vì tưởng rằng Dương Tử sẽ đến nên mới cố ý dựng hiện trường tự sát thành hiện trường phạm tội không? Giả thuyết này rất hợp lý, nhưng giả thuyết phải được kiểm nghiệm. Còn động cơ không thể trở thành chứng cứ. Đây không phải là chứng cứ sao? Ý của Bao Trảm là chúng ta có chứng cứ chứng minh Ôn Tiểu Uyển có kế hoạch tự sát, nhưng mà giờ không có chứng cứ chứng minh cô ta đã làm gì. Đúng thế.
Alo, cứu tôi với. Có chuyện gì thế? Cô đang ở đâu?